Xin chào các bạn, các bạn đang thấy mình đang có một đồ chơi con bếp, chú bếp chưa to khoảng lọ, các bạn thấy không? Chú bếp điện nha, chú có thể di chuyển được cái điện từ cửa từ xa. Đồ chơi mình mới mua về, con bếp như thế này. Lên rất tuyệt vời. Đây là bộ chơi con bếp điện, chúng có thể lên rất là linh hoạt trong các trang bị khớp nối. Bộ đồ chơi này chơi rất hay các bạn nhé. Con bếp có cái đuôi lâu dài này. Đây. Chơi rất là hay, rất là vui và thú vị các bạn. Đấy, trong trò chơi này mình mới mua, đằng sau các bạn có thể thấy là có cả những con rắn nữa, hết rắn, đá ngõ cả, tổ hợp lại, trò chơi này đưa vào trong việc sản xuất video đối với các con măng thơ, đúng không? Con đá, trong mình mua cả mô hình. Đấy, thì trong quá trình làm video của mình thì cần rất nhiều loại các con vật, các loại đồ chơi thì phải sưu tầm rất nhiều. Đấy, đồ chơi này mình tâm mắc cho chú Tết này rất là nhiều, thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn. Đấy, nếu các bạn muốn mua và chơi đồ chơi này thì cũng đừng đắn đo nhé, rất là tuyệt vời và xứng đáng đồng tiền này các bạn. Đấy, nó mua thì đấy, rất là đáng yêu. Chơi các đồ chơi này đó, các bạn thấy không, rất là tuyệt vời. Ok, kia chơi vào đây. Đây các bạn thấy là nó có thể rung lắc và chuyển động rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, không hề là như là như này, rất là điều chỉnh mềm, nó di chuyển mọi hướng luôn. Ok, mình xin kết thúc video tại đây nhé. Các bạn hãy đăng ký con lên một lần, lại một lần nữa. Ok, để mình kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.